Chiều ngày 24 tháng 3, đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đã chủ trì hội nghị đánh giá nhiệm vụ y tế bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong quý 1 với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, công tác y tế bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả nhất định. Về công tác y tế, huyện đã chủ động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu về y tế dân số như chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, sốt xuất huyết, suy dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện bộ tiêu chí quốc gia y tế xã và hoạt động đổi mới y tế cơ sở. Về công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trong 3 tháng đầu năm có 25.600 người tham gia bảo hiểm y tế tăng 0,7% tỷ lệ bao phủ so với đầu năm. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 2.845 người, đạt tỷ lệ 31% so với lực lượng trong độ tuổi, trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm tỷ lệ 7%. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích nguyên nhân của những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện công tác y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian qua, đề xuất những giải pháp tích cực để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Hồng Yến chia sẻ với những khó khăn của các ngành y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, mong muốn các ngành tiếp tục nỗ lực cố gắng để đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu ngành y tế cần tiếp tục nghiên cứu tham mưu sâu về các nội dung trong lĩnh vực để huyện xem xét, nghiên cứu giải quyết từng lĩnh vực cụ thể, cần phân theo từng nhóm cụ thể để xây dựng khung kế hoạch thực hiện sát đúng như nhóm về cơ sở vật chất, nhóm về đội ngũ đào tạo, nhóm chế độ chính sách và thực hiện các chính sách của hội đồng nhân dân huyện. Cùng với đó, ngành y tế cần tăng cường kiểm tra, chỉ đạo và điều hành các trạm y tế chú trọng trực ban, thái độ phục vụ người dân, xây dựng cảnh quan, môi trường, khuôn viên, vân vân. Đối với ngành bảo hiểm xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Hồng Yến đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu về các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, từ đó tìm ra điểm nghẽn để tìm giải pháp khắc phục. Đồng thời đề nghị các địa phương quan tâm tuyên truyền vận động nhân dân thấy lợi ích để tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo quyền lợi trong điều trị chữa bệnh. Cùng với đó cần tập trung khai thác và nghiên cứu cập nhật các văn bản mới của cấp trên để triển khai kịp thời ở cơ sở. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt đó là không chủ quan trước tình hình dịch bệnh COVID-19, cần tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, cùng với đó yêu cầu các địa phương nắm bắt tình hình kịp thời, giải quyết các vấn đề nội cộm ở cơ sở để triển khai và thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời triển khai quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.